Ariana Grande Cloud, có rất nhiều người nói rằng là đây là phiên bản clone, bản dupe, rồi có mùi hương giống với chai nước hoa Baccarat Rouge 540 của nhà MFK. Và hôm nay thì mình đã có nó ở trên tay và hãy cùng xem cảm nhận cá nhân của mình về cái mùi hương này ra sao, xem nó có thực sự giống như vậy hay không nha. Đầu tiên chúng ta hãy nói về thiết kế của chai nước hoa này. Thì đây là bao gồm hai phần, một cái phần gọi là chai thủy tinh ở trong làm hình tròn nhảy, và cái phần đế này bằng nhựa hình đám mây rất là xinh. Cái đế này cũng rất là chắc chắn nhá, và các bạn cần đặt vào nhảy thôi. Đó, có một cái điều là cái đế này, cái chai nước hoa này nó thiết kế hơi to ấy. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay vậy thôi, nhưng mà khi mà nhận hàng thì nó to nhảy luôn. Và để bày lên cái kệ kia nó hơi tốn chỗ một chút. Và về cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì mình thấy rằng là cũng khá là ok, ở mức ổn, chấp nhận được. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi đến phần mùi hương của chai nước hoa Ariana Grande Cloud này. Thì khi các bạn ngửi ngay ở đầu vòi thôi, đầu vòi của chai nước hoa thôi, thì các bạn thấy rằng là nó không hề giống so với chai nước hoa Baccarat Rouge 540 gì cả. Nó có một cái vai gì đó hơi béo béo ngậy ngậy, và khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy được cái mùi ngọt của hoa quả và một cái vai béo ngay ở trong đấy, các bạn đã ngửi thấy luôn. Và cái vai ngọt này thì nó tồn tại là khoảng tầm 30 phút, và dần dần các bạn sẽ thấy được cái vị béo và ngậy của dừa rất là rõ rệt. Và dần dần sẽ có một cái vai giống với cái vai của Baccarat 540, đó là cái vai kẹo đường hơi cháy cháy, nhưng mà nó chỉ phảng phất nhẹ ở phía sau. Nó chỉ kiểu bạn phải đưa thật sự mũi và bạn dành thực sự gọi là đầu óc để có thể ngửi thì mới có thể ngửi thấy nó cứ thoảng khoảng ở phía sau. Và nếu như các bạn đã ngửi qua chai Baccarat Rouge 540 rồi ý, thì bạn thấy rằng khi các bạn xịt cái chai đó ra thì bạn thấy một cái vai đường, và cái vai cái đường cháy, nó kẹo cháy, nó rất là rõ rệt và nó kiểu sộc thẳng vào mũi bạn luôn. Còn ở đây thì nó không mang đến cảm giác như vậy, nó chỉ phảng phất ở phía sau, mà cái vai bạn ngửi được rõ nhất đó là cái mùi của dừa béo béo ngậy ngậy cùng một chút hoa quả ngọt ngọt, và cái vai đường cháy nó tít ở phía sau. Phải đưa mũi vào ngửi rất là lâu mới các bạn mới có thể ngửi thấy. Thì với mình về sau ấy, mặc dù à, cái vai đường cháy nó cũng lên rõ, nhưng mà nó không mang lại cảm giác đã, nó không mang lại cảm giác hy vọng, nó cứ bị nửa vời ấy. Nó kiểu thiếu thiếu hụt hụt. Nếu như các bạn đã ngửi Baccarat Rouge 540 thì các bạn thấy cảm giác đó. Và có một cái điều nữa, đó là cái vai ngọt của 540 ấy, thì chính cái vai ngọt đấy nó mang lại một cảm giác rất là sang trọng, nó rất là lịch sự, nó có một cái gì đấy rất là kiểu trong những cái bữa tiệc rất là luxury đấy. Đấy, thì ở đây nó không mang lại được cái cảm giác như vậy. Và cái điều tiếp theo đó chính là ở chai Baccarat Rouge 540 thì nó nổi tiếng với cái độ bám tỏa rất là khủng khiếp. Khi mà trên da nó phải lưu được tầm 10 đến 12 tiếng, quần áo thậm chí là được 2-3 ngày, thậm chí là đến 1 tuần nếu như các bạn không giặt. Còn ở chai nước hoa Cloud của nhà Ariana Grande này thì nó lại không làm được cái điều đó. Khi mà trên da mình nó chỉ lưu được khoảng tầm 4 tiếng, hơn 4 tiếng một chút là mình đã không ngửi thấy gì rồi. Và cái độ tỏa hương thì nó ở mức trung bình thôi, nó không phải thần thánh, nó không phải khủng như chai nước hoa kia. Có lẽ là vì cái giá tầm hơn 1 triệu trong 100ml nên là chúng ta cũng không thể đòi hỏi được điều như vậy. Vậy thì có nên mua chai nước hoa Ariana Grande Cloud này không? Thì mình phải chia ra hai cái vấn đề, đó là nếu như các bạn so sánh nó, các bạn mong chờ nó là một cái phiên bản dupe, một phiên bản thay thế được chai nước hoa Baccarat Rouge 540 của MFK, thì mình nghĩ rằng là các bạn không nên mua. Vì với cái mùi hương này nó không mang đến cái độ ngọt giống như ở chai Baccarat 540, và cái hiệu ứng rất là sang trọng dành cho những cái bữa tiệc. Tại vì mình có cho vài người khách mời của mình ngửi nhá, đó là bạn bạn Solin và bạn Hiệp, thì cả hai bạn đều nói rằng là cái mùi của 540 nó mang đến một cảm giác gì đó rất là sang trọng, và nếu như ai xịt cái mùi đấy thì nó luôn tạo đến một cái rất là lịch, nó rất là nghiêm túc, nó rất là kiểu luxury và khó với tới. Thì ở chai nước hoa này nó không mang tới hiệu ứng như vậy, và độ bám tỏa là nó không có, không bằng. Nên là với mình, chai nước hoa này nó không xứng đáng để có thể so sánh đứng cùng với chai nước hoa Baccarat Rouge 540, mặc dù giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì cái tên mà mình gợi ý cho các bạn có thể thay thế được và gọi là cái bản dupe, bản clone của 540 thì đó là chai Violet Bouquet của nhà Apnon. Mình cũng đã từng có video review rồi, thì mình sẽ để link ở phía trên này cho các bạn. Còn nếu như chúng ta để Ariana Grande Cloud này đứng một mình thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với những các bạn học sinh cấp 3 và các bạn sinh viên mới ra trường. Các bạn bắt đầu quan tâm hơn đến cái vấn đề chăm sóc về ngoại hình, cần một cái mùi hương tốt hơn, thì em này
nó là một cái lựa chọn tốt với cái một cái mùi ngọt, bùi và béo rất là ngây thơ, rất là dễ thương, kể cả về ngoại hình lẫn mùi hương. Và em này thì có lẽ là sẽ phù hợp với những bạn học sinh kiểu ở những cái trường quốc tế. Thay vì các bạn xịt body mist thì các bạn có thể xịt những cái mùi hương này, nó rất là tuyệt vời. Và em này thì cũng rất là tốt để cho các bạn có thể mua làm tặng, làm quà những anh chị muốn tặng em gái này, hay là kiểu các anh muốn tặng người yêu đang đi học, thì đây là một cái lựa chọn khá là ok, rất là đẹp, rất là xinh. Và đó là cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Ariana Grande Cloud này. Một chai nước hoa cũng rất hot trong cái thời gian gần đây, được các YouTuber từ nước ngoài đến những cái người bán hàng ở Việt Nam review. Thì đấy, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cảm nhận cá nhân của mình. Không biết là các bạn nào đã sở hữu chai nước hoa này chưa, thì hãy bình luận bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.